Hallelujah, ngợi khen Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài. Mến chào anh chị em trong tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại bài 5 bài gia phổ phần 2. Để trước khi bắt đầu bài học, chúng ta cùng hiệp ý với nhau cho sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời, bởi quyền năng tình yêu và sự thương xót của Ngài, để cho chúng con có sự sống động ở trên đất này. Và khi chúng con sống thì Ngài ban cho chúng con lời của Ngài để học và làm theo. Chúng con đang ở trong bài 10 năm bài giao phổ phần 2 của chính mình Ngài. Xin Ngài Thánh Linh là Đức Chúa Trời đến soi sáng và dẫn dắt chúng con, hầu cho chúng con hiểu được lời của Ngài, chúng con thấy được giá trị mối quan hệ và sự hiểu biết về Chúa Giêsu, hầu cho chúng con trở nên một chứng nhân cho danh của Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta trong bài 14 thì chúng ta đã học về giao phổ của Chúa, và chúng ta đã thấy được bốn cái thời kỳ giao phổ của Chúa Giêsu thì có bốn giai đoạn và chia ra tổng cộng có 14 đời khác nhau, và mỗi giai đoạn thì tổng cộng có 42 đời khác nhau và mỗi giai đoạn thì có 14 đời. Và bây giờ thì chúng ta thấy được rõ ràng là trong cái bức tranh về giao phổ của Đức Chúa Giêsu Christ thì chúng ta thấy được một cách rất là rõ ràng về giao phổ của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về giao phổ. Như chúng ta đã biết thì chủ đề chính của phúc âm Ma-thi-ơ là nước trời hay nước thiên đàng hay nước Đức Chúa Trời. Ở trong bài 2 thì giao phổ cho chúng ta thấy về lời hứa của nước Đức Chúa Trời được mở ra qua những thời kỳ, đưa chúng ta đến chỗ lời hứa được thực hiện đầy đủ qua vị vua chân chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Có nghĩa là chủ đề của phúc âm Ma-thi-ơ thì nói về nước Đức Chúa Trời, và Chúa Giêsu là vị vua được ghi lại, vị vua của người Do Thái nhưng mà cũng là vị vua của muôn vua, và vị vua thì cần phải có gia phổ. Và chúng ta thấy bốn cái thời kỳ của Abraham trước Chúa Giêsu 2000 năm thì được hứa ban cho một cái nước, đó là nước của lời hứa hay là nước được hứa ban. Chúng ta xem Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 2 đến câu 5, chúng ta thấy Abraham, ông dòng dõi của Abraham, ông và thời kỳ của Abraham. Abraham được Đức Chúa Trời hứa ban cho vương quốc của Ngài, và ông sống trước Chúa Giêsu 2000 năm. Trong sáng thế ký đoạn 17 câu 55 thì Đức Chúa Trời có đặt giao ước với Abraham: ta sẽ ban cho ngươi đất này, ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, dòng dõi ngươi sẽ đông như sao trên trời, như cát trên bề biển. Và tới khi mà ông Abraham ông qua đời thì ông cũng chưa có nhận được lời hứa này, cho nên nhưng mà đến bây giờ thì con cháu của Abraham thì đầy rẫy khắp đất, đông như sao trên trời, như đất như cát dưới bờ biển không thể đếm được. Và đến bây giờ thì rõ ràng chúng ta thấy đây là nước được hứa ban cho vị vua đầu tiên, đó là Abraham, nhưng mà ông không nhận được. Thứ hai là giai đoạn nước tạm thời của vua David. Vua David thì là vị vua thứ hai của Israel, trước đó là Saul. Và ông vua David là vị vua thống nhất các lãnh thổ của Israel, và ông là một vị vua vĩ đại được đẹp lòng Đức Chúa Trời, và ông được Đức Chúa Trời nhắc lên từ người chăn chiên, và ông rất là yêu mến Chúa. Thì bậc nước của Chúa của thời kỳ của vua David, thì sau thời vua David thì con trai của ông là Solomon là xây đền thờ cho Chúa, là quốc gia rất là thịnh vượng. Và trong cái thời đại của vua David ấy, thì nó cũng chỉ là nước tạm thời, vì sau đó sau thời của các vua thì đều bị nước này bị tàn phá. Và chúng ta xem Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 6 tới câu 10, đây là giai đoạn về gia phả của
vua David, thời kỳ của David, và đây được gọi là nước tạm thời vì nó chỉ tạm thời ở trên đất mà thôi. Nó trước Chúa Giêsu là 1.000 năm. Ở trong Thi Thiên đoạn 89 câu 3 câu 4 thì Chúa hứa ban cho David một cái nước như vậy. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn một nước bị trừng phạt tại Babylon. Tại sao lại nói về nước bị trừng phạt? Bởi vì sau thời kỳ, trong cái thời kỳ của các vua đó, sau Salomon thì đất nước bị chia làm đôi, và 10 chi phái ở phía bắc thì tạo nên nước Israel, và họ lấy thủ đô là Samari là thủ đô để mà thờ phượng. Nhưng mà họ thờ rất là nhiều tà thần, họ thờ ở trên các mây cao, và ở miền nam thì có hai chi phái Juda và tạo thành nước Juda. Và sau này ấy, thì vì họ phạm tội, cho nên khoảng năm 720 năm trước Chúa thì họ bị lưu đày. 10 chi phái ở phía bắc bị lưu đày sang Babylon và nước bị trừng phạt. Sau đó thì năm 400, khoảng 432 sau Chúa thì vương quốc phía nam cũng bị lưu đày, và họ bị phạt bởi cớ tội lỗi ô uế của họ trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên nước này gọi là nước bị trừng phạt. Và sau khi họ bị lưu đày thì khoảng 70 năm sau Đức Chúa Trời cho họ quay trở về để khôi phục lại tại Jerusalem. Đây gọi là nước bị trừng phạt hay là nước bị tàn phá. Trong thời kỳ này có những vị vua sinh ra tại Babylon, ở Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 15, 12 đến câu 15, nên gọi là nước bị trừng phạt. Và thời kỳ này trước Chúa Giê-xu là 600 năm. Một giai đoạn nước toàn hảo của Đấng Christ, chúng ta thấy rằng nước toàn hảo của Chúa Giê-xu là từ khi Chúa Giê-xu Giáng sinh cho tới bây giờ và cho tới đời đời. Gọi là nước toàn hảo bởi vì nước này không bao giờ thay đổi, và có một vị vua cai trị, đó là vua Giê-xu được cai trị bởi tình yêu thương. Và vị vua này thì có quyền năng, và một vương quốc này, vương quốc của Chúa thì còn đời đời và không bao giờ thay đổi, bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời. Cho nên Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 16-17 nói về nước toàn hảo này. Thì chúng ta thấy có 4 cái giai đoạn, và thì chúng ta thấy có 4 cái nước được hứa ban. Từ nước hứa, từ 4 cái thời kỳ này nó đều liên quan đến nước hết. Thời kỳ của Abraham thì là nước của được hứa ban, thời kỳ của vua David thì nước bị tàn phá, và thời kỳ về Babylon thì thời kỳ vua David thì nước tạm thời kỳ Babylon thì nước bị tàn phá, và thời kỳ của Chúa Giêsu thì nước toàn hảo. Và chúng ta thấy tiên tri Esai đã nói trước về danh xưng của Chúa Giêsu, đó là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, và Ngài hiện tâm tại. Nước của Chúa đã đến ở trong lòng của mỗi người tin cậy lời Ngài. Nước của Chúa không phải là nhìn thấy một cách bằng mắt thường được, nhưng nước của Chúa được bày tỏ bằng tình yêu, sự công bình, sự tự do của Thánh Linh Ngài. Và chúng ta thấy đây là gia phổ của Chúa Giêsu. Thì chúng ta vừa học qua hết cái bài gia phổ của Chúa Giêsu. Bài thứ nhất, bài 14 thì chúng ta thấy rằng gia phổ của Chúa được chia ra tổng cộng có tất cả là 42 đời, được chia ra làm 4 thời kỳ. Và chúng ta thấy mỗi một thời kỳ liên quan mật thiết với nhau. Thứ nhất là thời kỳ của Abraham thì trước Chúa Giêsu 2.000 năm, và đây là nước của lời hứa. Abraham chưa nhận được nhưng mà Chúa hứa ban cho một vương quốc. Thời kỳ của vua David là nước tạm thời, bởi vì ông David này ông nhận được lời hứa nhưng mà chỉ có một giai đoạn thôi bị tàn phá. Và thời kỳ này trước Chúa Giêsu 1.000 năm, thời kỳ nước bị tàn phá hay là Babylon trước Chúa Giêsu 600 năm, bởi vì tội lỗi của dân sự Ngài. Và cuối cùng là nước toàn hảo, là Ngài cai trị đến đời đời như trong thời kỳ chúng ta ngày nay. Ngợi khen Chúa. Chúng ta cùng hiệp với nhau trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài đã cho chúng con cơ hội để học gia phổ bài 10 năm.
Cảm ơn Chúa, xin thần linh của Ngài cứ tiếp tục ở cùng ban ơn và chúc phước trên đời sống của chúng con. Chúng con ngợi khen Cha nhiều lắm, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn anh chị em. Xin hẹn gặp lại trong bài 16. Xin chào.